Hello, quần 15, chào quý vị khán giả trên kênh của em nha. Đây có một vị khách gửi đến chị ở đâu? Có chị này, chị ở đâu ta? Chủ nhà hàng Bến Tre. Chị chủ nhà hàng Dòng Cơm Bến Tre. Mấy bóng đèn năng lượng ta? Ba bóng đèn. Quá đẹp. Đèn chỗ đèn này lớn mà. Đèn năng lượng lắm á. Sáng trưng luôn. Cái này phải gắn trên nóc mà. Cái này kháng gắn đèn nóc, còn cái này để ở dưới nè. Đèn led á. Đó nha. Đèn áp. Cái đèn này mình quát luôn. Sáng lắm. Đèn này sáng lắm. Cái này gắn ở trên cao nè. Để ở ngoài á. Có đầu mót luôn nha. Thôi trước địa đây mượn cái đầu mót nè, bấm tắt mở cho cậu luôn nè. Quá xịn sò. Quá đẹp luôn. Sáng quá. Xịn quá. Cái này mình cầm nhiều quay. Giờ bắt đầu đáp vô của chú anh chị. Tôi nắp kìa anh. Bằng đó kìa. Ơi nhưng mà bây giờ cái này nè, khoan, hình như trong đây nó có điện sạc chắc. Cái nó sạc cái gài lại đó, không bị sạc không bằng năng lượng mặt trời á. Ừ, nó cũng phải sạc trước chứ. Bây giờ cứ để lên đi rồi mai sạc. Kìa nó có điện rồi, thấy không? Chớp chớp nè cô chú anh chị. Đó. Đó, điện lên nè, điện lên nè, điện lên nè. Cái này mót đâu ta? Cái mót đâu? Anh không còn đâu. Mình mới bỏ xuống mà. Đây mặt trời của vị khán giả. Đó nha. Chủ nhà hàng ở ồ cả nhà thấy chưa? Kinh chưa? Sáng rồi cả nhà ơi, đẹp không? Quá cả nhà. Quá sao đẹp rồi đó. Tôi kính chiếu yêu con. Xin chào tất cả cô chú anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi. Trời ơi đèn mới cả nhà ơi. Bây giờ là không biết để cái hướng nào ta thầm rồi để cái đâu. Thầm mình treo cái đây nè. Rồi tối nay là mụ cậu có đèn rồi, quá. Anh Di Minh, mình để nó rộ qua đây đi. Ngon bây hơn, giờ đẹp hơn á. Cái thang nè, đây là ghế gì đây nè. Quá tuyệt vời nha. Lấy cái bàn. Lấy cái bàn phải không? Để cái này cũng được nè, nó dội vô có mùa luôn cái này nữa. Cái này là phải để trên nóc nhà nó mới có nắng mới được. Rồi cái này gì vậy? Cái đó là năng lượng mặt trời đó cô. Pin pin vậy chứ. Vậy là sạc một cái là xài 24 tiếng luôn không hả? Không có sạc, năng lượng mặt trời đó. Sạc gì? Ờ chắc em lúa quá, quê mùa quá. Nó kệ nó đi, nó không biết rồi mình giải nghĩa cho nó nghe. Không sao hết á. Cái này chắc này có cái cầu đúng rồi. Không lấy cái bàn được anh. Lấy cái bàn cái anh em vịn cái bàn gỗ kìa. Cái đó cái kia nữa. Vịn nó đứng lên cái đèn này treo đây nè. Ờ cái đèn treo đây rồi coi cái kia treo trên cái nóc này nè. Cái thanh ngang nè treo được. Không biết giờ để là câu vô tôm cái tường không cái ông chứ không cần đâu, mình lấy kẽm mình cột thôi. Dạ, ai biết không, ai biết thì lấy băng keo dán cái này là chủ yếu rồi. Giờ này không gió trong cái miếng này nè, miếng này để trên cao nè, cái miếng này theo như mình để bây giờ nè mày hết pin rồi, rồi, rồi kìa. Lấy cái bàn cho hết pin rồi, cái gì hết pin rồi, hết năng lượng rồi, không có sạc rồi phải không? Em bấm này rồi có mà nó hàng dở nữa, tao lấy cái bàn đi. Cái này em biết rồi, cái này phải để mà phải có kẽm mới được, còn mai mua quanh kẽm mà kẹo cột lại. Mai đi mai lên. Rồi, đây gì đúng không ta? Đúng rồi, em làm gì đúng rồi đó. Nè 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 nè, đây nó có cái dây gì không? Có con dĩa đây nè, nó phải gì. Đây này dù hỗ trợ cho. Đó để vậy. À, biết rồi. Đây này vui vẻ cũng là để cho anh Hưng Trần vào trong bên đó giúp nha, giúp anh Duy Minh nha. Có hai bên hai ốc anh. Đó rồi mình kiếm chỗ bắt cái đó, cái bắt. Đây nè. Trực tiếp lắp đèn. Năng lượng mặt trời. Khỏi đi, khỏi đi. Không hàng giờ á, bật nút đỏ sao anh dây điện nó dài không? Cũng hơi dài á anh. Nó cũng hay á, hai mặt thân. Nè, gắn ngay đây nè, kéo lên trên nữa là đủ dây điện luôn. Cái này cục luôn, góc cây cũng được nè. Cái đèn gắn ngay cái ngang đó đó, chiếu xuống. Còn cái miếng đó để lên trên luôn. Gắn sao đừng để gió thổi đi nha. Đèn năng lượng mặt trời á. Đây mua. Của khán giả đâu bên anh Minh á, của anh gì nào cũng dùng trơn. Cục trơn, một bánh tre. Rồi cái này đó đó, rồi đó. Cái này là không cực quan. Rồi xong. Anh để cái dính đây nè. Nào dính đâu? Ý là cho nó phải cái dây nằm trên mới được chứ. À dây nằm qua ra ngoài hả? Thì anh lòn quá, anh lòn này quá, anh lòn qua cái khung được mà. Thôi giờ ra luôn đi. Quá gì ta? Ờ, xong rồi đó, còn cái máy này đâu có cần đâu. Đó cái này thí dụ như tường hay tôn rồi nó mới ráp vô mới cần này. Giữ lại. Giữ lại đi.
cái em hiểu rồi, cái này phải lật lên là nó tắt đó. Lật lên dạ? Thay đổi phải không? Lật lên nó phản chiếu cái này là tắt. Có không? Bây giờ không có kẽm gắn lại mới đau chứ. Nè bây giờ là để gì là nó sẽ trái nè. Đau. Bật lên nó trái. Wow, sáng. Lật lại. Nhất là phải để ra ánh lật sáng lại, vậy. Rồi lật lại nó tắt không? Đâu tắt đâu. Đâu phải kính chiếu. Rồi vậy là quá tuyệt vời rồi đó. Nó sẽ vậy là hẹn giờ. Nó tắt rồi không? Phải có kẽm rồi. Mấy giây nó háng mấy giây rồi tắt rồi. Không có gì đâu. Nó chiếu gì á? Chiếu cái này rồi đó. Cái này nè, chỉnh nút đỏ, giữ nút đỏ chị. Bây giờ ông tin bắt lợi giờ là để tự nhiên bắt lợi nha. Không để đi thôi nữa. Để đi nó không giờ tắt luôn. Rồi xay thử coi. Cũng tắt rồi. Tắt nè, tắt nè, đếm nè, 3 2 1 tắt rồi mặt trời. Tính tới 10 không? Rồi, chủ yếu giờ mình để cái chỗ nào tạm thời. Ở cái đó đồng mốt hả? Hả? Nó đồng mốt hả? Cái này bây giờ có kẽm cột lên ở đây là chỉ cần kẽm thôi, không cần cái gì hết đó. Coi xong á. Bây giờ để cho bây giờ không có kẽm nữa gì cột. Nè, bây giờ có kẽm không? Có dây nè. Cái này phải ở trên đó. Không có nè, ngay chỗ này nè, em chờ rồi đó đó. Rồi ok, rồi cái đó đưa lên cái nóc là xong. Phải tính cái dây nữa, cái dây này đưa lên trên nữa. Được. Đó em. Đây đây mà không có dây, không có ghế, ghế đó đó. Bây giờ cột đèn trước đi. Nhưng mà không có kẽm. Đây nè. Làm em đứng lên nè. Đó. Không có kẽm rồi, có kẽm là cột vô lấy dây mới được. Thì lấy dây kẽm không cho nó chắc tối nay là không. Thì tối nay sẽ có một cái đèn rồi sẽ cái mình lên đưa lên. Một cậu không còn trong màn đêm tăm tối nữa nha. Nó có sáng rồi sáng thì tăm tối. Có đèn thì ở tâm cũng sẽ ở ngủ ở đây. Văn chương của anh á. Anh tâm, tại đây có đèn thì anh tâm tối nay sẽ tối nay sẽ ngủ với cậu. Ở cái đèn này, cái đèn này là biết cái đèn gì không? Đèn chiếu yêu, yêu quái rồi á, biết không? Đi hết nè. Ở đây bọn cậu hả? Ờ. Quá đẹp cái nhà, quá tuyệt vời. Lét nha, anh xem cứ rồi sáng đấy. Trong đó nó có bốn cái chù. Tối là anh tâm một bên, hơn một bên nằm ngủ chỗ. Canh chừng. Ở cái đèn là để chị phải không? Lễ 100 ngày nè, làm cái lễ đại tiệc ở đây nè là. Buổi tối. Tạ mã ở buổi tối á. Tạ mã làm tiệc ở đây nè. Lễ 100 ngày luôn á. Có hay quay chị? Anh trả tiền. Không phải anh em hùng vô, mọi người hết. Cậu là cậu Chung mà. Nếu mà cậu có hơn Trần Công thì tính sao? Cậu Chung hả? Cậu Chung nữa hả? Chứ còn nữa ai cũng đưa tin về cậu. Sao mười quách? Sao mười quách? Năng lượng mặt trời. Cô chú anh chị ơi. Chú Tiểu quay đây chị coi thử chút đi. Quay mặt đây nè. Quay đây chú Tiểu ơi. Quay đây chú Tiểu. Cộng lên, làm cái hình nền cho. Quay qua đây. Quay qua đây. Quay qua đây. Rồi đưa cái quay cái mặt em qua đây cho chị nè. Chú Tiểu. Đây bên đây nè. Tối quá anh ơi. Không được. Tối quá. Chó đuổi em đi trời. Thì chú đuổi trời kêu là kêu em nhìn qua đây chứ. Thôi cầm lên đi, cầm lên chú Tiểu. Cầm lên anh chụp anh làm cái hình nền rất là đẹp. Đi, để đi. Nghe lời anh đi. Anh cơ. Ừ. Anh cơ anh. Đây rồi đưa lên đây. Chụp làm cái hình nền. Chú Tiểu ngại rồi cô chú anh chị ơi. Có dây rồi. Thôi em kết thúc video cả nhà. Đây là cái bán đường mặt trời nha cả nhà.